Cuộc thi chim chào mào đi, cái cách cho các bé nó đấu hót như thế nào. Anh đó đang chấm cái mặt bên này, anh Thanh đang chấm mặt bên kia. Ai mà chưa hiểu thì có thể hiểu thêm ha, bản thân mình cũng sẽ hiểu thêm. Bài bản, phần thưởng cũng lớn, thưởng xe máy, thay đồ lum la hết. Gặp những cái quang cảnh lạ nó sẽ rút hình đó. Dầm chọn, hai chú chim, bắt đầu. Số âm 2 ngoài cùng anh em thấy không? Không 2, ăn uống 2 lần. Anh em lưu ý, nếu như quá nhiều, chúng tôi sẽ cộng đổi phụ. Ăn uống và cầu với chim này ăn lần 3. Thì nếu như chim nó quá mạnh, dòng này loại 2 con, thời gian thi đấu là 1 phút. Nhưng mà chỉ cần 30 giây là có 2 con đó đã bị loại rồi. Gọi là con siêu cấp nhất, tranh tài nhau. Rồi gọi là vòng chung kết ha. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hết giờ. Không chết 8 giờ rồi đã lưu ý dòng này cũng... Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng ngày hôm nay mình tới cái cõi chim cầu sắt để tham gia một cái buổi gọi là thi chim chào mào hót ha. Thì thể theo lời yêu cầu của các bạn, bữa mình thấy comment các bạn, anh Nam ơi làm clip về những cái cuộc thi chim chào mào đi, cái cách cho các bé nó đấu hót như thế nào. Thì mình có liên hệ với anh Thanh Lái Thiêu, là cái anh áo vàng, anh đang làm ban giám khảo chấm trong kia kìa. Thì đây là một người bạn chơi gà Tân Châu ngày xưa của mình. Thì trước khi mình chơi gà Tân Châu là mình có nuôi chim từ lúc mình về Bình Dương này nè, về Lái Thiêu này nè, là mình cái con đầu tiên mà mình nuôi á, từ lúc về đây á, là con chim ha. Thì lúc đó mình chơi chim rất là nhiều, tuy nhiên lúc đó mình chơi chim theo kiểu mình thưởng thức ở nhà thôi, chứ mình không có thời gian mà đem đi cọi, cũng không có một cái nhu cầu mà thi đấu đâu như anh em ở đây ha. Rất là sung. Ở trong đây mình thấy đang mọi người đang rất là đông, đang rất là tập trung nè. Chim thì được treo lên vàng. Hình như là vòng này là vòng đấu thứ 3 rồi. Đó, thì mỗi một cái vòng đấu á, thì mỗi một cái vòng đấu thì sẽ có một số gọi là thí sinh bị loại, bị rớt. Đó, thì sẽ đem treo qua bên đây. Còn những thí sinh mà đi tiếp vô vòng trong á, thì còn vẫn treo trên vàng. Ha. Đó, ở trong đây chúng ta thấy rất là nhiều chủ chim đang ngồi xem các chiến binh của mình thi đấu. Hai bên luôn. Hồi nãy giờ mình vô đây thì mình có quan sát một số cái á, là mình thấy có hai ban giám khảo nè. Bên kia là anh Thanh, bên này có một anh bỏ áo vô thùng, áo hồng hồng luôn. Thì sau mỗi vòng đấu á, giám khảo sẽ đổi mặt. Ví dụ như hiện nay là anh đó đang chấm cái mặt bên này, anh Thanh đang chấm mặt bên kia. Thì tới vòng sau sẽ đổi qua để cho có sự công bằng. Đó là những cái điều mà mình quan sát được. Đây là toàn cảnh ha, thì một lát mình sẽ nhờ anh Thanh sẽ giải thích một số cái gọi là cái yếu tố mà con chim hót hay có thể lực, rồi giọng này giọng kia như thế nào. Rồi ngày xưa mình chơi các bạn, ngày xưa mình chơi lâu lắm rồi, lúc đó chơi chim chào mào là người ta nuôi lòng tròn không à. Thì sau này mình thấy, đặc biệt vô đây mình thấy toàn là lòng vuông không. Thì một lát mình sẽ, sau khi mà anh Thanh anh rảnh rỗi á, anh chấm thi rồi xong á, mình sẽ nhờ anh giải thích mấy cái đó để cho anh em mình, ai mà chưa hiểu thì có thể hiểu thêm ha, bản thân mình cũng sẽ hiểu thêm. Tại cũng bỏ cuộc chơi lâu rồi, không có tham gia vô nhiều, đâm ra cũng không biết những cái thay đổi hiện nay như thế nào. Nhưng mà cuộc chơi chào mào mình thấy là, nếu mà nói về chim á, thì ở Việt Nam mình chào mào là phát triển mạnh nhất luôn á. Hầu như là tuần nào cũng sẽ tổ chức những cái cuộc thi như thế này. Hình như cái cội cầu sắt này là thứ năm hàng tuần á. Để lát mình hỏi là coi kỹ hơn có phải không ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi quay sơ một vòng đi, rồi lát mình sẽ khi mà mấy anh nó rảnh rỗi mình sẽ nhờ mấy anh nói như thế nào. Này là cõi chim cầu sắt ha. Tất cả các lồng thì đều được đánh số, được đánh số lên, có đọc số hết, rồi có ban giám khảo đọc loa đồ này nọ tùm lum hết. Mấy vòng thi này mình thấy anh em rất là tổ chức, rất là bài bản, phần thưởng cũng lớn, thưởng xe máy, thay đồ lum la hết. Chính nhờ như vậy mà phong trào nó mới phát triển đó các bạn. Phong trào phát triển rất là mạnh. Mỗi một cái cội cá nhân riêng đều tổ chức hàng tuần hết, xong rồi đánh những cái giải khu vực, rồi cả nước, đủ hết á. Hai ban giám khảo là đứng quan sát nè, quan sát coi có bé chim nào gọi là chụp lồng nè, hoặc là thụ động đứng im không hát hót nè, rồi chép nhiều, rồi đủ thứ hết trơn á, sẽ hạ xuống. Không biết là một vòng như vậy thì sẽ bao nhiêu phút, chắc cũng tới 5 phút ha. Nên các bạn giám khảo đang rất là tập trung quan sát đủ hết.
vô đây nghe nghe đã cái lỗ tai luôn á, chét đã cái lỗ tai luôn. Chà mà Việt Nam mình cũng nhiều dòng, gọi là nhiều của nhiều cái địa phương đó, nó rất là mạnh ha, nó rất là hay, nó có tố chất á. Chà màu Huế nè, Trung Mang nè, cái này là những cái bốn hết giờ. Đó, dòng bốn. Lưu ý 032 có cắn chân hai lần nó quýnh rất là tốt. À, thấy không, cái này là tới dòng 4 rồi. Thì giám khảo trong quá trình người ta quan sát á, người ta sẽ xem con chim nào nó có những cái hành vi nó gọi là nó gọi là không tốt, nó bị lỗi gì đó sẽ hạ xuống. Giống như hồi nãy nó con 32 là nó cắn chân nó hai lần ha. Mới nói cắn chân hai lần sẽ hạ xuống. Hạ thêm 87 cũng hạ xuống nè. 22 đi trước. 22 rớt. Sau khi hạ xuống ở đầu, người ta sẽ di chuyển những cái lồng vô nhau. Chim á các bạn, mà các bạn có những con chim thì con igu nó cũng giống vậy. Ở nhà nó rất là đẹp ha, nó lên màu, nó thể hiện cái độ tư tinh của nó. Thì ở nhà nó show nó đẹp, nhưng mà khi đi chơi á, đi ra những cái show á, thì nó gặp người lạ, gặp những cái quang cảnh lạ, nó sẽ rút hình, nó xuống màu. Con chim cũng tương tự, ở nhà nghe hót ghê lắm, hót đấu ché tùm lum tà la trơn. Nhưng mà đem ra trường chạy, nếu mà chúng ta không cho bé nó đi tập vợt, quen với gặp những cái người lạ, gặp những cái chiến binh khác đồ này nọ, là nó ra ngoài nó gọi là nó cúm, nó sẽ bị cúm xù lông đồ, nó không hót đó. Cho nên là anh em mà muốn theo cái này á, là phải cho đi chơi, đi tập định kỳ, đi vợt để nó quen với cái nhịp. Y như ra đấu trường vậy, bóng đá đâu, phải ra đấu trường cọ sát đồ mới tự tin lên được. Này vòng 5 hả ta? Này vô vòng 5 rồi nè. Ồ, nếu vậy mỗi một cái dòng như vậy sẽ hạ xuống khoảng 1-2 con thì không biết là tới dòng mấy mới là tìm ra được nhà du lịch ha. Hồi xưa là Việt Nam mình nếu mà chơi chớp màu là chơi tròn tròn không à. Cái lồng vuông này là theo mình biết nha, ví dụ như mấy cái lồng mà cái cái lồng số 14 á các bạn. Phải 14 không? Ừ 14 á. Với lại 39 á. À, cái đáy ở dưới nó to, ở trên nó nhỏ, rồi cái sông nó hơi cong cong vậy đó. Thì cái form đó là form lồng Thái. Cái kiểu đó kiểu lồng Thái Lan chơi lồng tròn. Ê lồng vuông. Bên kia cũng cúp quá trời kìa. Đấy, cúp đủ màu luôn rồi. Không hai hai không số chia sẻ. Hội thi tiếng hót chào màu thành phố Thuận An lần 2, 1 tháng 9, lâu rồi. Rồi để từ từ mình sẽ liên hệ với lại mấy anh em bên chim cảnh khác, là mình sẽ đi liên hệ với anh Tuấn. Anh Tuấn ở bên trên Đồng Nai á, là anh hay cũng đi chấm đủ loại chim luôn. Thì có mi, than, lửa, khú nữa, đủ thứ. Để từ từ mình sẽ đi tìm hiểu hết luôn. Dòng cuối dòng ổn định chim. Những cái chim giữa lông cũng tốt, tôi để lại hết. Ra dòng sau những cái chim giữa lông thái độ 50-50 bị lỗi. Bắt bô hai lần không chế cũng bị lỗi. Bước dù bước mạnh. Tiêu chí rất là rõ ràng các bạn ha. Dòng này chim nào phạm lỗi này sẽ bị loại. Dòng sau chim nào phạm lỗi này sẽ bị loại. Rất là rõ ràng cụ thể để cho người chơi, cái người chủ chim á, người ta cũng biết ở nhà người ta tập luyện, hoặc là người ta tuyển chọn, ví dụ người ta biết con chim này mặc dù nó hay nhưng mà nó có những cái lỗi như vậy. Khi nó sung quá, nó có những con chim khi nó sung quá nó chụp lồng, khi nó sung quá nó rỉ này nọ, hoặc là nó lộn cụ mèo đồ này nọ, đó là những cái lỗi của chim ra thi đấu ha. Thì người ta biết những cái lỗi của con chim mình, người ta sẽ không có đem cho nó đi ra đấu trường, bởi vì nó sẽ bị lỗi. Thì trước mỗi vòng đấu, ban giám khảo sẽ công bố vòng này như thế nào sẽ bị lỗi, như thế nào sẽ bị lỗi. Thì chủ chim người ta nắm được hết. Thì
Nói chung là anh em chơi vui vẻ, không có những cái thắc mắc đầu này nọ không rõ ràng. Các bạn thấy chim á, chim mà thứ nhất là con chim á là nó hơn nhau tiếng hót, nó giống con gà hơn nhau tiếng gáy. Cái tính lãnh thổ nó rất là cao. Cho nên là hai cái lồng mà đặt sát nhau vậy là tụi chim nó sẽ đấu nhau bằng tiếng hót. Thì người ta có cái câu là quân tử là động vật động gì? Động văn không động võ hả? Đó, có nghĩa là con chim á, nó chỉ được phép đấu tiếng hót với nhau thôi. Còn ví dụ mà nó chụp lồng á, là nó muốn bay vô nó cắn nhau á, thì những con chim đó là nó không có cái độ điềm tĩnh thì nó sẽ bị loại. Đó. À, trời. Đậu xe dưới này ghê quá trời, cây này cây sala, trái nó rụng dưới đây quá trời luôn. Ai mà ngồi dưới đây rụng cái mới nghe cái đụng cái. À, từng chủ nhân ngồi coi các chiến binh của mình thi đấu và nhìn ra cái điểm mạnh điểm yếu nào để về mà bồi dưỡng đồ thêm vô. Và dòng 6 bây giờ chú chim 092. Sung ha, hót líu liên tục. Để đếm chắc cũng khoảng 4, 6, 7. Chắc khoảng nếu mà full hết luôn chắc cũng khoảng nhiều ta, 4 với 7, 28. Chắc cũng khoảng ba mấy 40 lòng á. Cái gì? Mẹ anh đã móc bồ hay gì? Móc bồ hả? Ai ta? Anh kêu gì? Móc bồ cái gì? Không hiểu luôn. Có tại vì mình thứ nhất là mình không có chuyên trong cái bộ môn mà đi thi đấu như thế này. Và cũng bỏ lâu lắm rồi cho nên là mấy cái từ lóng đồ này nọ mình cũng không biết. Lát mình sẽ nhờ anh Thanh giải thích cho móc bồ là cái gì. Móc bồ theo nghĩa con người mình thì mình hiểu ha. Móc bồ con chim là chưa biết. Dạ. À rỉ lông đuôi, anh. Dạ dạ. À. Dạ. Còn con người mình móc bô là sao? Móc. Ok bạn, nhờ mấy ảnh nghe giải thích cái móc bô như là rỉ lông đuôi, rỉ phao câu, móc bô. Thank you anh. Rất là tập trung ha. Có những con chim nó rất là sung nhưng mà nó không có đủ cái lực á, thì nó đang đấu nó hót đầu nó bị dưới màu con kia. Cái đầu nó quay qua nó có con thì nó ăn. Có con thì nó quay qua nó ăn, có con thì uống nước, có con thì tắm luôn. Đó. Chung cái đầu vô cái chung nước tắm luôn. Đó là biểu hiện của yếu thể lực, yếu cái trí gọi là cái gì? Gọi là cái hoảng á, bị hoảng, bị cúm. Dòng 6, hết giờ. Dòng 6 với kim 022, nghĩa gắn 3 lần với kim này xù, bỏ đấu, bị lợi. Rất là rõ ràng ha, công bố số chim này trong cái vòng này đã phạm những cái lỗi nào, bị loại làm sao, cho nên là...
Thì các bạn thấy là sau khi mà con chim nó rớt nó xuống vàng á, thì người chủ nó sẽ chụp cái chùm lại để cho nó nghỉ ngơi. Tại vì nó vừa trải qua cái trận đấu nó mệt rồi, nó bị hạ xuống, tức là nó cũng đã đuối rồi, nó mới không có giữ được cái phong độ. Giờ ta sập lồng xuống ta treo, đây là bên kia mà chúng ta thấy những cái lồng mà bị chụp áo lồng á, là những chú chim đã bị rớt rồi ha, đang chùm lại cho nghỉ ngơi. Ngày xưa mình chơi chớp màu thì mình vẫn chơi theo dạng đột biến các bạn, chứ mình không có chơi theo dạng chim đấu, chim hót, mình chơi dạng đột biến. Ngày xưa chớp màu mình cũng sưu tầm được bạch tạng nè, cà phê sữa nè. Cái con mà mình cái người nó bình thường, cái đầu nó màu trắng thì tụi nó gọi là cái gì quên rồi, mosaic hay gì á, quên mất tiêu rồi. Lâu, mắt đỏ. Rồi màu xám, xưa mình cũng tương đối là đầy đủ. Tương đối là đầy đủ cái bộ màu của nó. Còn ví dụ mà anh em mà muốn đi chơi cọi mà thi đấu cái này là anh em phải chăm sóc rất là kỹ, phải tập thể lực. Ngày xưa con chớp màu lúc mà nó chưa được phát triển gọi là thi đấu này nọ thì người ta nuôi nghe nó hót réo ron vô trong nhà, trong vườn thôi nó vui. Nhưng mà sau này đầu thi đấu ta có những cái lồng để mà tập thể lực cho nó cũng hay lắm. Cái lồng này lồng dài giống cái dòng kia kìa. Đó, xong người ta làm một cái trục ở giữa thì cái lồng nó giống như cái bập bên vậy các bạn. Lồng như cái bập bên vậy đó. Đó, xong ấy ở trong ta để trái banh. Cái banh nó lăn về phía này, cái con chim nó nhìn trái banh nó sợ, nó bay qua bên đây nó đậu. Cái lồng nó lại dốc ngược phía bên đây, chim cái banh nó tuột xuống đây, con chim nó lại bay qua bên đây. Nó tập thể lực cho con chim bay tới bay lui, bay tới bay lui vậy. Khá là mọi người rất là tập trung ha, rất là tập trung nhìn chiến binh của mình. Về clip này đi, clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái không khí, một cái không gian của một cái cội chim khi có những cái cuộc thi đấu với nhau nó sẽ như thế nào. Đó cái hoàn cảnh nó là vậy, nhưng mà đây chỉ là một cái cuộc thi nhỏ thôi, cuộc thi của nhóm nhỏ chơi thôi ha. Cái cuộc thi nó ở cái phạm vi nó rộng hơn, thậm chí là cả nước luôn thì nó sẽ hoành tráng hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu cái không gian nó là vậy, cái cách chơi, cách chấm thi như vậy. Rồi một lát nữa mình sẽ dành thêm thời gian mình làm một cái clip riêng để nhờ những người có chuyên môn sẽ chia sẻ luyện tập như thế nào, những điều cần lưu ý khi đem đi thi như thế nào, rồi tiêu chí chơi ABCD các kiểu rồi tùm lum la luôn để giới thiệu cho mọi người biết. Xưa mình cũng mê lồng tre lắm, mấy cái lồng chim á, mình mê lồng hay mê chim, mấy cái lồng chạm á, rất là đẹp, xưa cũng sưu tầm. Nhiều người nói anh ơi có môn nào anh chưa chơi, sao thấy môn nào anh cũng chơi rồi. Sưu tầm xong bị lừa. Bị lừa đó, bữa có kể đó. Nghiệp các bạn mê môn nào cũng chơi hết, giờ mê động vật quá. Chơi hết môn này qua tới môn khác. Thì đối với chim cảnh này á, đối với chim cảnh này những anh em nuôi mà giỏi mà lấy giải được nhiều á thì cũng là lên cái tầm nghệ nhân luôn. Đó, đây cũng là một cái gọi là nghề truyền thống, cũng có lên tầm nghệ nhân, hội sinh vật cảnh đâu đàng hoàng. Đó.
Thì có nhiều người, có rất là nhiều người sống bằng cái nghề này luôn nha các bạn. Sống đây là cái nghề chứ không phải là còn là một cái bộ môn chơi nữa. Có những người ta chuyên nghiệp là sống bằng cái nghề này luôn. Thậm chí là có những người, người ta quá nhiều kinh nghiệm đi, người ta có nhiều kiến thức về nó, có nhiều kinh nghiệm về nó, người ta đi lựa chim, nhiều chim bổi tức là chim chưa được huấn luyện gì hết. Thì người ta biết nhìn được con nào, ví dụ như chúng ta không có nghề, chúng ta nhìn 10 con như một đúng không? Còn những người có kinh nghiệm, người ta nhìn từng chi tiết, tất cả mọi cái, chỉ cần nghe con chim nó phát lên một tiếng thôi là người ta biết con này nó có tố chất hay không. Là người ta tuyển về, đó. Thì người ta mua chim bổi thì giá nó rẻ, xong người ta về, ta tuyển được con đó, người ta bóc riêng ra. Tại thường thường nuôi là để chung, giống như nuôi bán, nuôi ngoài tiệm chim bán, người ta để chung vậy đó. Thì người ta nhìn được cái con đó có tố chất, người ta bóc ra về là người ta đã, nếu mà người ta bán liền, người ta cũng đã có lời rồi. Nhưng mà nếu mà người ta có tay nuôi nữa, người ta dưỡng là thêm một tháng, hai tháng nữa, người ta huấn luyện nó thành siêu sao, người ta bán sẽ lời nhiều hơn nữa. Đó, thì có những người, người ta sống bằng được cái nghề đó. Hoặc là còn những cái nó cao siêu, nó thâm sâu hơn nữa mà mình chưa có rành lắm. Thì một lát mình sẽ nhờ những cái chuyên gia giải thích cái này. Mít 1.6.000, thì 1.000.000, đồng nghĩa 3 mỗi chú chim 600, 6 mít mỗi chú chim 300, 18, 20, 100 là 7.000.000. À, giải thì cũng có được những cái phần thưởng về mặt hiện kim chút đỉnh để anh em có thể mua cám, mua chuối, rồi xăng xe đồ để chăm sóc cho nó. Giải 3 nãy nghe được nhiêu ta? 600 mà. Nhất 2 triệu. Nhiêu? Nhất 1 triệu, nhì nhiêu á? Không nhớ nữa, mới nghe nãy lo nói không lo nghe. Hồi nghe mấy anh kia nói mấy cái giải lớn người ta tặng cả xe hơi các bạn. Nhưng mà những cái giải mà ở cái quy mô nó lớn hơn, nhiều lồng hơn. Có giải mấy trăm lồng á. Rồi giải nhất có nghĩa là một con chim nó phải đánh ăn mấy trăm con chim còn lại nó mới được vô giải nhất, là được chiếc xe hơi luôn. Còn ở quy mô nhỏ hơn là chiếc xe máy hấp dẫn. Ngày xưa nếu mà nói về chim cảnh này, ngày xưa nhà mình lúc đó ở Sài Gòn á, gần công viên Tàu Đàn, sáng hay đi ra đó bơi tập thể dục, là ở đó có mấy cái trường và mấy cái cà phê chim cảnh hót á, dạp chim á. Rồi đi qua xong mình bị dính đó luôn bạn, bị dính luôn. Đi bơi mà mấy anh em đi trước rồi mình cứ đứng đó em dòm hoài, mê hót hay. Ở thời điểm đó người ta chơi con khoen nhiều, vành khuyên nhiều. Chưa chơi chớp màu mấy năm nay nó phát triển coi nó là vượt bậc, coi như là nó là chùm trong chim hót luôn rồi ở Việt Nam mình, là được mọi người chơi rộng rãi nhất. Trong chim này nó cũng nhiều thuật ngữ, đánh, ché, tùm nhiều lắm, rất là nhiều thứ. Mà mình không biết là mình không hiểu những cái từ lóng đó là mình cũng không biết. Giống như nãy anh mới giải thích là thế nào là móc bô. Anh em nào mà có gần đây rảnh thì như sáng thứ năm tầm khoảng 9:30 lên đây ngồi uống nước, uống cà phê, nghe chim hót chơi. Vô đây tốn ly nước thôi, ngồi coi. Mỗi dòng mình thấy hạ có rớt có 1-2 lồng à. Mà còn số lượng như đây lồng thì không biết tới vòng thứ mấy mới là tìm ra được nhà du lịch. 8 luôn rồi hả? Và cái nghề mà chấm thị chim á cũng là một cái nghề luôn nha các bạn. Có những người mà người ta cái lỗ tai người ta phát triển tốt á, cái độ thẩm âm người ta tốt, phân biệt được rõ ràng cái thứ,
rồi người ta có nhiều kinh nghiệm trong này nọ là người ta làm cái nghề chấm thi. À, thì ở đó là cũng phải có một cái trời cho thiên phú, người ta có cái tai người ta nghe được rõ ràng. Giống như mình đó là mình nghe thì âm thanh nó dính vào nhau, mình chỉ nghe được một cái tổ hợp âm thôi chứ mình không có nghe được những cái âm riêng lẻ. À, nhiều người ta nghe ta phân biệt cái này là giọng gì, giọng trầm, giọng bổng, mà trong chim nó gọi là gì mình quên rồi, giống như bên cô gái nó gọi là gì, giọng thượng giọng hạ vậy tùm lum hết trơn á. À, thì coi như là có những người ta làm cái nghề chấm thi chim chuyên nghiệp luôn. À, có những cái tổ chức thi ở địa phương nào thì ban tổ chức sẽ mời những người đó về chấm thi. À, cũng có người có kinh nghiệm, người kinh nghiệm nhiều, kinh nghiệm ít, lão làng nào đủ hết trơn á. Ok rồi, ok các bạn, thì quay sơ sơ toàn cảnh cho các bạn coi. Giờ mình nghĩ chắc còn lâu lắm, thì sẽ chờ tới cái khúc mà nó gần cuối á, gần tìm ra được nhà du lịch á, thì mình sẽ tiếp tục để cho mọi người coi cái kết quả ha. See you. Ok các bạn, sau khi mấy chục lồng treo lên thì bây giờ sau nhiều vòng loại á, thì cuối cùng bây giờ là còn 10 chiến binh ha. Thì bây giờ các chủ chim đang bốc thăm để mà chọn cái vị trí treo lồng chim lên. Thì 10 bạn chim này sẽ đấu ra còn lại 4 bạn là bắt đầu vô chung kết. À, đang cái hộp bốc thăm á, vô coi gần luôn. Bốc thăm để vị trí đặt lồng công bằng. 10. Riêng cái anh áo xanh bằng áo Adidas này là có 6 con chim trong này. Này là top 10 ha. Có nghĩa là cái này là các bạn đăng ký tham gia, các bạn muốn bạn có bao nhiêu chiến binh muốn tham dự thì cũng được hết trơn á. Có nghĩa là mỗi một gọi là có cái gọi là cái phí dự thi. À, bạn ví dụ bạn có 10 người, bạn đóng 10 cái mua 10 phiếu đó. À, bạn có 6 thì bạn mua 6, tùy một cũng được luôn. Thì tùy, nói chung là càng nhiều chiến binh tham dự thì xác suất trúng giải cao hơn. Xác suất gọi là cọ sát nó mạnh hơn. À, thì cái anh áo xanh này nãy mình nghe nói là riêng ảnh không là có 6 chiến binh ở trong 10 này. Nhiều khả năng cao là anh sẽ lụm giải, nhưng mà cũng không chừng. Nhiều khi người ta có một con mà đỉnh sao. Chờ kết quả, cùng chờ coi kết quả của cái giải đấu ngày hôm nay là chim nào lụm, số mấy. Còn lại 32, 42, 62, 92. Số 1 là 08 đi trước, 32 đi sau. Ủa này hộp số 2 ta thấy số nhiều quá kìa. Này anh em nào mà bí số một việc lót thì bấm số luôn được luôn. 82, 62, 92, 72, 42. Ủa không có 72, 32. Ôi hai nhiều quá ta. 02 nữa coi. À, chuẩn bị nghe bên ban giám khảo coi dòng này sẽ chấm như thế nào là bị loại. Đó. 5 giây bắt đầu. Dòng chọn hai chú chim bắt đầu. Anh em đang lưu ý là 10 chú chim đang rất là mạnh. Chú chim sớm 2 nằm giữa với chậm 1 nhịp. Bảy mươi lăm có quay ra ngoài một nghìn chín sáu mươi hai lần hai do đây là giải thấy được mấy số một phút gửi có chim rõ chốt hiện tại là 6-2, 7-5 là hai chú chim đang chậm hơn và bỏ một hai nhịp so với 8 chú chim còn lại.
12 chú chim này lỗi. Đẹp chào màu. Chú chim 12 chỉ có chép mới được vô. Chép màu khi nó hót mà nó sung, nó bung cánh, nó múa rung 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 đẹp. Dầm trọt, hết dầm. Nhanh rồi. 12 không chép. Ồ, hình như nãy mình lúc mình nói có sự lầm. 12 là chú chim lợi tử bị loại đầu tiên, không so kèm. Và cái sự so sánh giữa 62, 75, hai chú chim đều có bỏ. Nhưng chú chim 62 là cộng thêm lỗi sù, nên chú chim 62 bị loại. Ché tức là nó đấu. Vô. Và số 08 cái đó là một cái là điểm cộng. Đi chết. Rồi ba bạn, không, hai bạn rớt, còn 8 bạn. Dòng chọn hai chú chim tiếp theo và chú chim 02 đi trước. 75 chạm 1.000. 80. Cái hay các bạn biết rất khó là cái gì, khi mà mình đứng trực tiếp ở đây nè, mình không chuyên và cái lỗ tai mình cũng không được tốt nữa, thì mình thấy là một cái âm thanh nó gọi là tổ hợp nhiều âm thanh, nó đủ thứ. 80 chim này nó hót vô mình cứ nghe nó mình không phân biệt ra được riêng. Còn những anh em mà chơi chuyên nghiệp người ta quen rồi, nhất là bên giám khảo nữa, ta nghe được con nào nó hụt. Ví dụ nãy các bạn nghe ban giám khảo nói là chim này chậm một nhịp, thì thật sự mà nói mình không biết chậm nhịp là sao luôn á. Nhưng mà người ta nhìn quen, người ta nhìn thấy đáng lẽ khúc này phải vô mà nó nhịp chậm là cái, thì người ta nói chậm nhịp sao đó là bị đánh rớt. Đó. Rất là đều, dòng này còn 8 con à, coi như là con nào cũng xuất sắc hết rồi đó. Giờ chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là sẽ rớt. Và chạy chậm một nhịp thôi là rớt rồi, hạ lòng. Ồ, chỉ có 50 mấy lòng chim mà chúng ta nghe coi như là đầy cái lỗ tai luôn rồi. Mấy trăm con chim cùng hót làm sao ta, mấy trăm con chim cộng với mấy trăm con người nữa trong một cái đại hội như vậy, chắc là nó sẽ rất là náo nhiệt. Hai trọng tài đang hội ý. Muốn tổ chức những cái cuộc thi, muốn có giải, muốn có chấm như thế này thì anh em mà gọi là có trình độ, có kinh nghiệm, người ta sẽ ra một cái barem chấm điểm ha, như thế nào là lỗi, như thế nào bị loại, vòng 1 sẽ như thế nào, vòng 2, vòng 3 như thế nào. Rất là chặt chẽ và phải giải thích rất là rõ ràng. Và những cái người mà ví dụ như người ta, con chim người ta nó không có phong độ tốt hay là như thế nào, người ta cũng tâm phục khẩu phục. Bây giờ chỉ còn 6 bạn thôi. Sau cái vòng này loại thêm 2 bạn nữa là còn 4 bạn là ở đầu vô chung kết.
không? Ba mươi hai nằm giữa đang cầm. Ba mươi hai dữ á, ba mươi hai thấy dữ á, sung á. Lanh ghê, quay dịch đuôi, đánh đuôi, cánh. Số 32 ngoài cùng anh em thấy không? Không hai, ăn uống hai lần. Ăn cũng cho ăn, ăn gì nha. Anh em lưu ý nếu chim quá đều, chúng tôi sẽ cộng đội phụ. Ăn uống và cầu với chim này ăn lần 3. Ồ. Có nghĩa là có những con chim nó đều quá, nó mạnh quá, nó hót đều, nhưng mà lúc đó sẽ cộng vô lỗi phụ, con nào ăn là bị trừ điểm à. Toàn chiến binh không à. Do hai chú chim gõ nên chúng tôi sẽ chốt. Có hai bạn rớt à. Dòng này là có hai chú chim gõ, tôi không so kè. Không hai. Qua chú chim nằm giữa mặt tiền để rớt rớt. Tám hai, bốn anh em chìm lòng. Rồi. Chung kết đó, chung kết đó. Hai à, mặc dù là còn bốn lòng nhưng mà chỉ còn có hai chủ chim thôi. Anh áo đen một và anh áo xanh này còn tới ba chiến binh lần. Hả? Bốn thăm nữa, không ăn kêu. Nhỏ nhất. Ở đây, nhỏ nhỏ hơn nhì, tụi mấy. Bằng hai. Đây. Rồi. Nhỏ ba, đây. Bốn hai, bốn hai, chín hai. Rồi, tự lên. Nhìn ăn tới. Rồi, lên cấp rồi kìa. Vui ha, vui ha, đầu lên chuẩn bị có cúp rồi, vui rồi đó. Sao xa hai ba. Sắp xác định được nhà vô địch rồi. Nhiều cái hay nãy giờ mình quan sát á, mình thấy ví dụ như cho chim lên so kè thì nếu như chim nó quá mạnh, ví dụ như mình nói ví dụ như là dòng đó sẽ chấm trong vòng 1 phút thì sau 1 phút mà nếu mà chim quá mạnh không có con nào mà lỗi lầm gì hết thì ban giám khảo sẽ trọng tài sẽ tăng thời gian để coi con nào bị lỗi. Còn ví dụ như mình quy định đó là dòng này lỗi hai con, thời gian thi đấu là 1 phút, nhưng mà chỉ cần 30 giây là có hai con đó đã bị lỗi rồi thì coi như là cái dòng đó kết thúc sớm à. Đây, tập trung vô đây chỉ còn có 4 gọi là con siêu cấp nhất tranh tài nhau, rồi gọi là vòng chung kết ha. Đó, thấy bung cánh không? Thấy bung cánh. Con số 08 là của một anh và 324292 là của một anh. Ôm bà giải luôn. Một lát nếu mà mình ôm bà giải mình lên xin để em cầm phụ con cá cho. Mình cũng tập quan sát coi bốn chú chim này. Anh em lưu ý là nếu quá gõ 1 phút rưỡi chúng tôi chốt vì đây là giải tân. Rồi con 92 thấy có chụp lòng cái số 8 chụp luôn rồi, 892 chụp. Ồ. Chụp
Nó chụp lên cái nang á. Thay vì phải đứng lên cầu. Hết giờ. À, hai bán khảo đang thảo luận. Tại mình thấy 08 cũng có chụp, mà 92 cũng có chụp, hình như 42 nãy có chụp không ta? Không có. Mắt phải nhanh ha bạn, bạn làm trọng tài mắt phải nhanh nữa. Tại vì nó cái hoạt động nó chỉ lướt qua một cái thôi. Đang nói là 92 có chụp nang một lần, nhưng mà chú chim này không có đụng nang nha. Chú chim giải 3 tuyệt đối, 032 chú chim này quay ra ngoài quá nhiều. Và chú chim vừa lên là chú chim này quýnh liền, quýnh xè trên 2 lần, 042 nhất tuyệt đối. Và có so sánh giữa 08 và 092 thì 092 có chụp nang một lần, nhưng chú chim này cũng bung xè 2 lần. Nên chú chim này giải nhì. Và 08 thì chú chim này giải 3. Ồ, ok, cuối cùng là 3. 92 nhì, 32, 08. Đó. Con 32 nãy nó quay ra ngoài, nó không có tham gia vô cuộc đấu. À. À. Rồi con 42 của ảnh là nhất á. Bấm trước rồi. Đây là số này 08 là giải 3. Ờ 08 là giải 3. Chi vui. Một mình chống mafia mà được giải 3 rồi. Số 1 rồi. Quá dữ. Vậy này coi như số 1 á. Dạ. Lên kia coi cúp các bạn. 18-20. Bây giờ tới phát giải. Lần phát giải đây là anh Thanh lấy thiêu ha. Lát rảnh em nhờ anh chia sẻ mấy cái chú chơi này nha. Giờ coi phát giải anh em phát giải trước. Này top 20. Ê. Nhất nhì 34. Dạ em quay cái cúp cái. Đây. Đây là top 20 nha các bạn, có phần thưởng, tượng trưng, kỷ niệm. Đó. Ồ, khuyến khích. Như cúp này là giống như là tượng trưng chứ không có cầm về. Khuyến khích. Thôi anh. Hơi bị dữ luôn. Thôi rồi. Một mình lụm tất cả luôn. Quá dữ. Rồi ok các bạn, đây là mình vừa giới thiệu các bạn toàn cảnh một cái buổi thi chim ở một cái quy mô gọi là câu lạc bộ, nó cũng vừa vừa thôi ha. Sẽ còn những cái giải đấu nó hoành tráng hơn, lớn hơn rất là nhiều luôn. Thì nó cũng giống giống như vậy, sau nhiều vòng đấu thì chúng ta đã tìm ra được nhà vô địch rồi. Ok, hy vọng là những cái thuốc dây vừa rồi cũng có những cái tiếng chim hót làm cho chúng ta thư giãn hơn, và những ai chưa biết thì có thể hiểu thêm về bộ môn này. Bye bye.